OMODA Oda là thương hiệu con mới thành lập của hãng xe Trung Quốc Cherry. Hiện OMODA Oda đã ra mắt một số thị trường trên thế giới như Trung Quốc, Indonesia và Nga. Màn ra mắt của OMODA Oda ở thị trường Nga hóa ra khá thành công khi thương hiệu này đứng thứ 8 về doanh số trong quý 1 năm 2023. Thừa thắng sông lên, OMODA Oda đã vén màn mẫu xe thứ hai ở thị trường Nga, đó là S5. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này là Om Oda 5, SUV cỡ B chuẩn bị bán ở Việt Nam vào cuối năm nay. Khác với đàn anh Om Oda 5, tân binh S5 thuộc phân khúc xe đen cỡ C, mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.644mm, chiều rộng 1.814mm, chiều cao 1.493mm và chiều dài cơ sở 2.650mm. So với những mẫu xe đen cỡ C điển hình như Honda Civic, Kia K3 hay Hyundai Elantra. Omoda S5 có chiều dài cơ sở ngắn hơn đáng kể. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BM1X, Omoda S5 còn có chiều cao gầm 121 mm và thể tích khoang hành lý 482 lít, tương tự một số mẫu xe khác của thương hiệu Cherry. Omoda S5 cũng được trang bị hệ thống treo thanh rằng MacPherson phía trước và hệ thống treo bán độc lập đằng sau. Bên ngoài, tân binh của thương hiệu Omoda gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn bên trong lưới tản nhiệt là mắt lưới hình kim cương với những điểm nhấn mạ chrome. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn, tích hợp dài đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió, trung tâm hình thang rộng, khe gió cỡ lớn, tích hợp dài đèn nằm ngang và trang trí bằng chi tiết mạ chrome. Trên nắp capo của xe là tem chữ nổi om Oda. Ở khu vực sườn xe, mẫu xe đen hạng C này sở hữu đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu đường chân kính và nẹp ở bậc cửa đều mạ chrome. Thêm vào đó là gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và vành hợp kim đa chấu. Đằng sau xe, Om Oda S5 đi kèm đèn hậu nằm ngang, cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và đầu ống xả giả hình chữ nhật ở hai góc cản sau. Dưới cản sau còn có bộ khoách tán gió giả nhằm tăng vẻ thể thao cho mẫu xe đen hạng C này. Tại thị trường Nga, Om Oda S5 có 3 phiên bản, mang tên Life, Tech và Ultra. Trong đó, bản live tiêu chuẩn sở hữu vành hợp kim 16 inch, nội thất bọc giả da, sửa ghế trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử cũng như tính năng khởi động máy từ xa. Ở bản Tech, xe có thêm cần gạt nước tự động, xế kính lái. Vành hợp kim 17 inch, sưởi vô lăng và sưởi ghế sau. Trong khi đó, bản Ultra cao cấp nhất được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Trái tim của ông Oda S5 là hai loại động cơ với dung tích 1.5. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên với công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm dành cho bản Life tiêu chuẩn. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT mang đến tốc độ tối đa 180 km/h. Trong khi đó, hai bản Tech và Ultra dùng động cơ tăng áp với công suất tối đa 147 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 210 Nm động cơ cũng đi với hộp số CVT, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 190 km h Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe, camera 360 độ, đèn cảm biến ánh sáng và hệ thống kiểm soát hành trình. Ở bản Ultra, xe có thêm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, traffic jam assist, cảnh báo tiền va chạm cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện giá bán của ông Oda S5 vẫn chưa được công bố, nhưng dự đoán sẽ dưới 1,8 triệu ruble khoảng 513 triệu đồng. Xe sẽ được bán tại Nga vào cuối mùa xuân năm nay. Sau Nga, ông Oda S5 có thể cũng sẽ ra mắt những thị trường khác như Việt Nam.